vô để gùi cái cây cho nó thấp lại mọi người. Chào mọi người đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Thì hôm nay mình theo anh Tùng đến ăn chung cái bè Tiền Giang. Cắt gùm hai cây tha la này xuống nè. Đây hai cây tha la. Hai cây tha la này nằm bên trên dưới phần mộ đây. Đây. Đây là khuôn viên mộ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh Lâm Phạm Tiền Giang trong thời gian qua. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. À, bắt đầu anh Tùng leo lên đây. Xong rồi anh nắm cái phần nhánh anh hãy xuống rồi cho nó thiệt hại bên dưới. Anh Tùng lại tiếp tục leo cây thứ hai.
Bên kia là đứng là anh thấy cực kỳ cao. Thì đã hoàn thành xong hai cái đây, những cái nhánh nó ra đây. Cao hơn. Hả? Đây này là cái lá xà la đây. Đây cái lá của nó đây. Nãy giờ mình nghe chưa, mình chưa có thấy nữa. Cái lá nó cũng dài như này.
mình xin kết thúc video tại đây. Nhưng mà xuống đây cắt cũng được nữa, nhưng mà bỏ xuống một tách thì cái mặt mai nó bự lắm, nó khó liền. Xin chào tạm biệt ạ.